ra này, không mở lưng tiếng em nhé, không qua lưng tiếng này, nhấn này, qua lưng tiếng này, ok chưa? Khác biệt hoàn toàn chưa? Nhả ra nhá, nhả ra tiếng nó rất là tối nhưng mà nó không một lực. Đó, nhấn vào này, nghe tiếng bát, tiếng check rất là phê đúng không ạ? Thì ok, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay em có lên cái video giới thiệu với anh em về cái mẫu lưng tiếng mới nhất 2022, một dòng lưng tiếng TD3000 anh em nhé. Con này sử dụng Bluetooth 5.0, chất âm ra tuyệt vời. Đó, anh em có thể chuyển các chế độ nhạc. Đó, chuyển các chế độ đèn tín hiệu. Đó, đây là đèn ghế Quieter này. Đó, logo LX anh em nhé. Và đó, đèn nháy của AUX. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Ở đây thì anh em cùng nghe nhé. Đây em đang sử dụng cục đẩy 2 kênh LT2000. Thì một kênh em sẽ chơi cho một cặp full, một kênh sẽ chơi một cặp full 30 và kênh còn lại sẽ chơi một quả súp anh em nhé. Chơi quả súp hơi 50. Thì bây giờ sẽ mở súp lên này. Dung biết nhà anh em có thể thấy đây đúng không ạ? Và đang sử dụng trên con lưng tiếng TD3000. Đó, rất là hay. Con này là cắt súp rất là gọn anh em nhé. Đây là phần X-over. Chúng ta cắt súp này. Càng tăng lên tiếng nó càng lực, và nếu anh em tăng quá thì nó sẽ bị lọt tiếng ca sĩ xuống em nhé. Lọt tiếng ca sĩ xuống. Còn đây là phần bass vol, tức là phần to nhỏ của súp. Đây này, to nhỏ của súp, ok chưa? Và tất cả là chiếc AB vặn rất là nhẹ, anh em có thể thấy đây. Ok chưa? Anh rất là căng. Đó, đây là loa full đây, kênh này sẽ chơi quả loa full. Ok chưa? Quá ok đúng không? Nhả ra nhá, không sử dụng lưng tiếng này. Anh em nghe không sử dụng lưng tiếng thì nghe chơi âm rất là bình thường đúng không ạ? Đó, nhấn vào này, khác biệt chưa? Khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Cái sản phẩm này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Đó, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất anh em sẽ đổi mới ngay. Ok chưa? Hàng này không có gì phải chê. Đó, ở đây thì em đang lấy nhạc từ TV xuống em nhá, và sẽ sử dụng cổng quang. Đó, anh em có thể thấy đây, chúng ta muốn chuyển đổi nhạc vào anh em phải nhấn vào đây. Đấy, AUX này, tiếp đến là USB này, ok chưa? Đó, Bluetooth này, khi chúng ta sử dụng Bluetooth thì anh em sẽ bật Bluetooth trên điện thoại lên và cổng quang, ok chưa? Đó, rất là nhiều cái chế độ để cho anh em chỉnh. Đấy, và chuyển chế độ nhạc đầu vào. Đánh như là bom, nghe tiếng súp nghe rất là sướng. Và con này cắt súp rất là gọn. Đó, ngoài ra thì anh em có thể tăng bát, tăng check ở ngay trên con lưng tiếng này nhá. Đây là tăng bát lên này. Phần nào biết là anh em phải chỉnh bát. Phần nào biết là chỉnh bát anh em nhá. Phần tune này, tune là chỉnh biên độ tần số. 2 mid là chỉnh check. Ok chưa? 2 mid là chỉnh check. Anh em chỉnh bên kênh 1 như thế nào thì bên kênh 2 em cũng phải chỉnh nguyên như thế cho anh em. Ok chưa? Đó, cái nút này thì nó là khi nhả ra thì nó là ở 100Hz, và khi nhấn vào thì ở tần số nó là 50Hz. Ok chưa? Nó cắt ở cái dải đó. Chất âm rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì bên em đang cung cấp rất là nhiều các thiết bị để cho anh em chơi. Đó, đây là lưng tiếng TD3000. Tất cả anh em đều thấy đều là hàng mới hết em nhé. Hàng này không có gì phải suy nghĩ. Tất cả đều có sách hướng dẫn sử dụng. Đều có sách hướng dẫn sử dụng này. Và tặng anh em một cặp jack ca lông để chúng ta kết nối. Đây là dây nguồn 2 chấu. Lông ten để sử dụng Bluetooth. Đây là mặt sau của con lưng tiếng anh em nhé. Mặt sau thì này ta để kết nối cổng quang hoặc là question. Đây là phần cắm súp em nhé. Chỗ vị trí này là cổng cắm súp này. Anh em thể dùng jack ca lông hoặc là hoa sen đều ok. Và CL1, CL2 cũng vậy. Vừa
vừa bằng rắc hoa sen để vừa bằng rắc ca lông được, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Em bảo hành chính hãng em nhé, chống hàng giả đầy đủ cho anh em. Bộ này không có gì phải suy nghĩ. Quá đẹp đúng không ạ? Anh em mà muốn lấy bộ mic mà giá tầm bình dân, giá bình dân anh em thể lấy cái bộ mic BS700 của bên em. Đây là mic BS700. Vậy mic thì là đều là bằng vỏ nhôm em nhé, trên CNC và sơn một lớp sơn tích điện màu xám, được khắc logo lấy acoustic, ok chưa? Đầu trục của mic là thép chống rỉ. Bộ này thì hát quá là nhẹ và rất là tiết kiệm pin. Đây là đầu thu nhá. Đó. Với cái bộ mic này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng. Ok chưa? Đó, BS700. Hàng chính hãng, giá rất là vừa tập cho anh em. Đó, đây là mặt sau. Đó, mặt sau của mic. Chúng ta về sử dụng bằng rắc ca lông được hoặc là rắc 6 ly là ok. Đó. Anh em nào mà muốn lấy cái AX180 thì có thể tham khảo mẫu AX180 của bên em, JBL AX180 made in của Westia. AX180 em nhé, hàng chuẩn. Hàng này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu đồng, set up 6 chế độ karaoke. Đó, 6 triệu đồng con vang này. Đó. Có rất là nhiều mã để anh em lựa chọn. Bác nào mà muốn lấy lọc xì thì bên em đang có 2 mẫu. Đó, đây là lọc xì 231 và 231S. Đồng giá nhá, đồng giá là 1.400.000 đồng và là nguồn tuyến. Tất cả các sản phẩm của bên em đều là hàng mới hết. Đó, đều là hàng mới. Thì anh em có nhu cầu, đó, anh em có nhu cầu anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Đó. Hàng này thì không có gì phải suy nghĩ, anh em có thể thấy đúng không? Hàng rất là đẹp. Hàng này thì bảo hành. Đó. Tất cả sản phẩm là được bảo hành 12 tháng. Lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất anh em sẽ đổi mới ngay. Đây là chiếc áp to nhỏ của con nâng tiếng em nhé. Đấy, anh em có thể chỉnh loa trái loa phải này. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Đó, đây là súp này. Nghe rất là phê đúng không ạ? Đó, nghe quá lực đúng không ạ? Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu muốn mua thiết bị xử lý âm thanh hoặc là những cái dàn karaoke chuyên nghiệp, dàn karaoke gia đình, giá bình dân và cao cấp thì bên em cung cấp đầy đủ cho tất cả anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.